đi đều nước. 1 2 1 2 1 2 1 2 hợp lại đi cả ngày đây đi duỗi chân ra nói cùng thầy đó đi rồi đi đều bước 1 2 1 2 1 2 1 2 đi mặt 1 2 1 2 đi mặt đây 1 2 rồi nói chú nói 3 má mình cái tàu này tàn đúng cái sài đúng cái sài em sài mất rồi sài mất rồi đúng không hả mình đây mà sao mình được đây là bạn bạn mình chạm vào mình đâu mình đây đúng không một lần nữa nha ba má mình bạn ba má ai sai đâu nhà thầy Toàn này chị Vân này à bắt chị thầy chơi có thưởng các bạn à hôm nay rất nhiều phần thưởng dành cho các em ra để các bạn chặt luôn cái bàn để đi luôn phần thưởng dành cho các em có mặt tại buổi sáng này rất nhiều được kia rồi lại nha nói vui vẻ to ba to lên ba Nhà ta cùng yêu
phương đời ta đây chung vui, mong mong kia giọng nói tìm người, cùng nắm tay ta để đoàn thân ai, trao cho nhau những lời thiên tha, trao cho nhau những lời thiên tha. Một, hai, ba, bốn, năm, năm gì? Năm anh em đến phụ kiện xe tăng, như năm bông hoa thơ cùng mở như năm bóng tay đứng một bàn tay, đã năm là trong lòng như một à. Vui ha, hôm nay con cờ hai bạn đang đưa một đèn như nó đang cờ con cờ tham đưa từ một đêm qua một ngàn năm hà hai bạn đôi ta đi trong cơn mưa ngàn năm trời ta không cần mà con tới như một ngàn sao ta ở đêm cùng ăn nước như các con sâu lòng mẹ cha ta lên đường người đi trước nhưng không thương mình và người ta lớn lên xây dựng tổ quốc đất nước muôn nhà như nhau đang đưa con chờ khắp nơi từ mừng đến xa muôn ba nước ta tôi ta đi trong cơn mưa ngàn năm trời ta không nhận mà không tới như muôn ngàn sao ta ở đêm cùng đất nước như các con sâu lòng mẹ cha ta là đường người đi trước như tấm gương mình và người ta lớn lên xây dựng tổ quốc từ cánh hoa hay là quá hay luôn. Cho đến chàng đầu tiên, anh em các em vẫn giữ được à. Cái đầu dương thì phải lên là đỏ. Tất cả các chị cấp 1, cấp 2 tham quan. Thì cái gì đây? Cây phải đó. Cây đâu đây đâu? Cây đây đây đây. Nói to lên thầy coi. Cây đâu đây đây? Cây đây đây đâu? Cây đây đây đâu? Rồi, ba. Ba để đầu. Ba. Ba mình là lớn nhất nhà đúng không? Nhà mình ba lớn nhất hay má lớn nhất? Ba để bắt đầu cái này, để bắt đầu. Má. Má để làm gì khác này không? Má mà để đây cái má mình này nha. Mình là để đây. Được chưa? Biết em không? Nguyệt lắm. Cái gì rồi? Chúc chào. Bạn là người bên cạnh mình. Được chưa? Bạn là bên cạnh. Nhớ bạn đúng nha. Ba ở đâu? Ba trên đầu. Cái con nói nghe ba. Ba. Má. Má. Mình. Mình. Bạn. Ba. Ba. Má. Má. Mình. Mình. Bạn. Thuộc bài chưa? Ba đâu nè? Ba. Má. Má. Mình. Mình. Bạn. Bạn. Thuộc chưa? Ai làm sai là người bị phạt. Được chưa? Thầy nói ba mà có người làm chỗ đây là đúng hay sai các em? Sai rồi, như vậy là bị phạt, đúng không? Má để đâu? À, má là má đây, rất dễ thương đúng không? Mình. Con nhận thêm nhớ ngày cực lớn đời, khắp nơi đầm thịt nghe ngon một năm nước ta, đồ ta đi không đúng là sự nhớ con đang quả học tới như muôn ngàn hoa. Ta cứ lên cùng đất nước như đã qua như đồng mẹ ta, ta nay chưa mùa đi trước nhưng ấm trong đi qua người ta đỡ lên xây đường cầu bước đời dân hoàn đất nước một nhà nhiều sâu đàn phật con thờ khắp nơi đầm như ngàn năm nước ta đời ta đi đâu đúng như chỉ nhớ trong ngày ngày học tới như muôn ngàn hoa ra lớn lên cùng đất nước như các con sức lòng mẹ cha ta nói chưa mùa đi trước nhưng tấm gương mình em tên là Kim Thị Y Dương, học sinh lớp 5A, trường tiểu học Đắc Ma. Hôm nay em xin kể một câu chuyện mang tên Bà Cô Gái. Ngày xưa có một bà già sinh được bà cùng con cái. Bà rất yêu thương các con, bà lo cho các con từng lý từng tí. Nhà nghèo nên bà phải làm lụng vất vả để nuôi các con. Nhưng bà không nên phàn nàn,
được sự yêu thương và chăm sóc của mẹ. Bà cô gái lớn nhanh như thổi và đẹp như trăng rằm. Rồi cô cả, cô hai, cô út đi lấy chồng. Một hôm bà thấy trong người khó chịu. Bà biết mình không qua khỏi, bèn viết thư cho các con và nhờ sốc. Sốc con ơi, đại đây bà bảo, hãy đưa thư này cho các con ta và bảo chúng về thăm bà ngay. Vâng ạ. Sốc con đi rong rã một ngày một đêm mới đến nhà cô chị cả. Cô chị cả đang gọt chậu. Sốc con đưa thư cho cô chị cả và nói to: chị cả ơi, chị cả, mẹ chị ốm nặng lắm, chị về thăm mẹ chị đi. Nghe sốc con nói, chị cả liền đáp: ơ, mẹ chị ốm nặng lắm à, chị thương mẹ chị quá, nhưng chị phải cọ xong sớt chậu này đã. Sốc con tức giận: thương mẹ và còn ở nhà cọ chậu, thôi cứ ở nhà mà cọ chậu suốt đời. Sốc con nói xong, cô chị cả biến biến thành một con rùa bò đi mãi mãi. Sốc con lại đi rong rã một ngày một đêm mới đến nhà cô chị hai. Cô chị hai đang xe chỉ. Sốc con đưa thư cho cô chị hai và nói to: chị hai ơi, chị hai, mẹ chị ốm nặng lắm, chị về thăm mẹ chị đi. Nghe sốc con nói, chị hai liền đáp: ơ, mẹ chị ốm nặng lắm à, chị thương mẹ chị quá, nhưng chị phải xe xong sớt chị này đã. Sốc con tức giận: thương mẹ mà còn ở nhà xe chị, thôi cứ ở nhà mà xe chị suốt đời. Sốc con nói xong, cô chị hai liền biến thành một con nhện suốt đời xăm chị. Sốc con lại đi rong rã một ngày một đêm mới đến nhà cô chị út. Cô chị út đang nhão bột. Sốc con đưa thư cho cô chị út. Chị út đọc xong hốt hoảng về thăm mẹ ngay: mẹ ơi, mẹ ốm à, con về thăm mẹ đây ạ. Sốc con thấy cô út thật tình thương mẹ. Sốc con đến bên cô chị út và nói: chị út đúng là một người con hiếu thảo, rồi chị sẽ gặp hạnh phúc và được mọi người yêu mến. Đúng là như vậy đấy đó bạn ạ. Chị út sống có một cuộc sống rất là hạnh phúc và được mọi người yêu mến. Câu chuyện của em kể đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Ở đến đây chúng ta chưa về hội đâu, quá cảm động, rất xúc xắc. Thầy là một những thầy giáo chứng kiến nhiều cuộc kể chuyện, nhưng rồi bạn nói là cái tên thầy quên rồi. Ý Liêu, một dòng kể truyền cảm rất là hay, xứng đáng nhận được một chiếc cặp và một lót vở. Một tràng pháo tay thật to lớn dành cho Ý Liêu. Trời